Tiếp tục thanh lý dàn nội địa SG5. Dàn này size lớn gấp rưỡi nhà mini bình thường anh em ha, rất là to và hầm hố ha. Ngoại hình còn khá là đẹp, thước bóng 7 rồi sơn mà bạc, loa này cũng mà bạc luôn, nhìn rất là sang ha. Cặp loa bass màng carbon viền mút ha, tiếng bass rất là hay và đặc biệt chép đôm mắt trâu nó to ha và tiếng cực kỳ sắc sảo chi tiết luôn. Cái âm dàn này thì hay trong tầm giá anh em ha. Em có thể mua kèm một cái cuốn học như này giá 100.000 để chỉnh được volume nè, tắt mở nè, rồi chỉnh bass chép ha. Đặc biệt là anh em chỉnh bass chép thì chất âm nó tăng lên rất là hay ha, nó rất là độc đáo ha. Thì để bật định ngang rất là hay ha. Mình đang tới chức năng nãy giờ MD nha, thằng này CD thì nằm phía trên, CD nằm phía trên này. Mà hiện tại là CD nó không đọc anh em ha. Mắt này mắt 23, anh em thử về thay tầm khoảng 100.000-150.000 gì đó là chạy được CD thôi. À, cái này còn nguyên rồi, đem về cứ thay là hát thôi anh em ha. Mình bán thanh lý giá 800.000 để anh em về ngay như loa vi tính hoặc là nghe MD ha. Bán giá rất là rẻ, anh em cần về CD thì về dọn nha. Đó, loa còn đẹp phúc cảnh ha, còn chuyển có cứng nhẹ nhẹ không ảnh hưởng gì hết. Giá 800.000 thì có rẻ hơn loa vi tính luôn, nhưng mà cái âm nó hay hơn nhiều anh em ha. Thằng đồng địa thì thương hiệu Kenworth thì quá nổi tiếng rồi. Dàn này nó có sub out anh em ha, sub out để anh em có nhu cầu nghe bass nhiều nhiều thì kết nối sub điện vô. Mình mới nên nghe nhạc trữ tình bolero bình thường thì nghe vậy cũng đã hay lắm rồi. Lưới loa nó hơi dơ mình chưa giặt nha anh em. Mình lấy kẻ cho nên để dọn nghe. Rồi mình test một chức năng AUX nhà từ điện thoại máy tính nha. Bấm nút AUX đây. Kết nối cùng tín hiệu vô cùng cáp bông sen phía sau máy là hát thôi ha. Anh em ghi kênh những thông báo phải video hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.